Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô và các em sẽ hoàn tất chương trình học kỳ 2 với một cái chủ đề sau cùng của chương trình sinh học khối 8, đó là chủ đề sinh sản. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Đầu tiên, cái kiến thức đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu về cơ quan sinh dục nam. Các em quan sát hình 60.1 trang 187 sách giáo khoa. Đây là các cái bộ phận của một cơ quan sinh dục nam, thì gồm có tinh hoàn, màu tinh, ống dẫn tinh, túi tinh, bìu, dương vật và tuyến sinh dục phụ, gồm có tuyến tuyền liệt và tuyến hành, hay còn gọi là tuyến Cooper. Thì các em sẽ thấy là tinh hoàn có cái nhiệm vụ là sản xuất ra tinh trùng và tiết hormone testosterone. Màu tinh thì hoàn thiện cấu tạo của tinh trùng. Ống dẫn tinh sẽ dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đi đến túi tinh. Túi tinh thì chứa và nuôi dưỡng tinh trùng. Bìu là đảm bảo nhiệt độ thích hợp để sinh tinh. Dương vật ngoài chức năng là dẫn nước tiểu, nó còn dẫn tinh trùng qua ống đái. Tiếp theo, các em sẽ quan sát hình 60.2 và hình ảnh tư liệu dưới đây. Đây là tinh hoàn và tinh trùng. Các em thấy rằng là tinh hoàn thì sản sinh tinh trùng bắt đầu từ tuổi dậy thì. Tinh trùng có kích thước nhỏ, chỉ khoảng 0,06mm và gồm có đầu, cổ, đuôi, đuôi dài và di chuyển được. Thì mình có hai, tất cả là hai loại tinh trùng ha, tinh trùng X và tinh trùng Y. Tinh trùng X thì có đặc điểm là lớn hơn tinh trùng Y và sức sống cao hơn, nhưng mà tinh trùng Y thì tuy nhỏ và sức sống kém nhưng mà nó lại có cái sự nhanh nhạy hơn là tinh trùng X, và tinh trùng có thể sống được khoảng 3 đến 4 ngày trong cơ quan sinh dục nữ. Đó là về cơ quan sinh dục nam. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về cơ quan sinh dục nữ. Các em quan sát hình 61.1 sách giáo khoa, các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ. Các em sẽ thấy là cơ quan sinh dục nữ thì gồm có buồng trứng nè, là nơi sinh ra trứng, ống dẫn và phễu để thu trứng và dẫn trứng. Tử cung là cái cơ quan đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã được thụ tinh. Âm đạo tiếp nhận tinh trùng là đường ra của đứa trẻ khi sinh. Và đồng thời ở trong cơ quan sinh dục nữ thì nó cũng có tuyến sinh dục phụ, đó là tuyến tiền đình, tiết ra dịch nhờn và tuyến sữa, hay còn gọi là tuyến vú. Đây là hình 61.2, các bộ phận chính của cơ quan sinh dục nữ. Các em thấy đây là hình dạng của một cái cơ quan sinh dục nữ. Nó sẽ có hình dạng như trong hình. Cái đặc điểm của trứng ha, là trứng sẽ được sinh ra ở buồng trứng, cũng như cơ quan sinh dục nam là bắt đầu từ tuổi dậy thì. Và trứng thì nó lớn hơn tinh trùng, chứa nhiều chất dinh dưỡng và trứng không có khả năng di chuyển. Và khác với tinh trùng có hai loại thì trứng nó chỉ có một loại thôi, là X. Trứng sống được từ 2 đến 3 ngày và nếu được thụ tinh thì nó sẽ phát triển thành thai. Đây là một số hình ảnh về tế bào trứng chính trong thực tế. Các em thấy đây là hình ảnh mà tế bào trứng nó đang trồi lên từ nang trứng và nó rụng. Đây là hình ảnh bên trong của cái trứng. Đây là hình ảnh cái vòi trứng. Khi trứng nó chín và nó rụng, nó sẽ được dẫn vào ống dẫn trứng để đi ra tử cung. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung kiến thức tiếp theo, đó là thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai nhi. Điều kiện của sự thụ thai và thụ tinh, sự nuôi dưỡng thai, điều kiện cho thai phát triển tốt và hiện tượng kinh nguyệt. Đây là bốn nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần kiến thức này.
Đầu tiên, điều kiện của thụ thai và thụ tinh. Chúng ta sẽ thấy đây là hình 62.1 biểu diễn cái sự thụ tinh. Khi tinh trùng gặp trứng thì nó sẽ phát triển thành hợp tử, và điều kiện thụ tinh xảy ra khi trứng là được gặp tinh trùng và tinh trùng chui được vào trong trứng với quá trình thụ thai diễn ra khi trứng được thụ tinh bám vào trong cái thành tử cung và phát triển thành thai. Điều kiện xảy ra sự thụ thai đó là trứng được thụ tinh và làm tổ ở trong lớp niêm mạc của cổ tử cung. Sự phát triển của thai thì các em thấy cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để cho thai nó phát triển được tốt, và đồng thời người mẹ phải có tinh thần thoải mái, vận động thật là nhẹ nhàng thì sẽ tốt cho thai nhi. Ngoài ra người mẹ nên tránh uống rượu, tránh hút thuốc và tránh vận động mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chú ý là ở độ tuổi này thì chúng ta đã có khả năng sinh sản, nhưng chúng ta chưa nên sinh sản vào lúc này, bởi vì thứ nhất là chúng ta còn phải đi học, thứ hai là cơ thể chúng ta chưa phát triển đầy đủ và chưa có hoàn thiện, đồng thời với sự hiểu biết về sinh sản của mình còn rất là hạn hẹp. Cho nên là ở tuổi này chúng ta chỉ đang hoàn thiện về cơ thể, cho nên là chúng ta chỉ lo cái việc chính của chúng ta là học hành cho thật là tốt. Tiếp theo là hiện tượng kinh nguyệt. Hiện tượng kinh nguyệt. Hiện tượng kinh nguyệt là gì Thì hiện tượng kinh nguyệt là một phần của chu kỳ kinh hàng tháng của phụ nữ. Lúc này thì máu và các mô nó sẽ được đào thải ra khỏi tử cung. Thường một chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Ở Mỹ thì thường các cô gái bắt đầu có kinh ở tuổi 12, nhưng họ cũng có thể bắt đầu thấy kinh ở tầm 8 đến 16 tuổi. Và khi có kinh thì mình sẽ thấy là mình sẽ dễ bị đau bụng. Thì một số những cái thông tin thú vị đó là hạt tiêu và ớt thì các gia vị cay và nồng thì khiến cho tình trạng đau bụng kinh dữ dội hơn và gây rong kinh, tức là gây chảy máu kéo dài. Và khi mà điều này, khi mà xảy ra hiện tượng trên thì nó sẽ làm cho những bạn nữ thì lo lắng, hoảng loạn và không biết cách xử lý khi mà thấy máu kinh xuất hiện. Cho nên là khi mà chúng ta thấy được máu kinh xuất hiện thì chúng ta hãy tìm sự giúp đỡ của mẹ, chị hoặc là những người đi trước, ví dụ như là các thầy, các cô chẳng hạn. Vậy khi nào thì mà chúng ta có kinh mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đi khám bác sĩ? Khi một là khi máu chảy máu dài hơn bình thường hoặc là quá 7 ngày mà máu nó vẫn chưa kết thúc. Hai là lưu lượng máu ra nhiều hơn mức bình thường. Ba là sốt đột ngột sau khi mà chúng ta dùng tampon. Bốn là chảy máu giữa chu kỳ hoặc là có quan hệ tình dục ra nhiều hơn vài giọt. Đau bụng dữ dội trong kỳ kinh nguyệt và chậm kinh 3 tháng hoặc là lâu hơn. Thì đây là những cái hiện tượng bất thường mà chúng ta cần phải đi đến bác sĩ để khám xem là chúng ta có những cái bệnh lý gì về sinh sản hay không. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về mặt kiến thức, cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. Đầu tiên, ý nghĩa của việc tránh thai, vì sao phải tránh thai? Vì trong cái việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì việc tránh thai sẽ đảm bảo được sức khỏe cho người mẹ và cho chất lượng cuộc sống của gia đình. Đồng thời đối với học sinh tuổi vị thành niên thì nếu có con sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và tinh thần. Vậy khi có thai ở tuổi vị thành niên thì sẽ có những nguy cơ nào? Thứ nhất là có thai tuổi thành niên là cái nguyên nhân gây tử vong cao và gây ra nhiều hậu quả xấu.
cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. Các em hãy quan sát hình sau. Đây, tinh trùng vào ha, tinh trùng sẽ đến gặp trứng. Dựa vào điều kiện thụ tinh và thụ thai, hãy nêu các nguyên tắc tránh thai. Nguyên tắc tránh thai thứ nhất là ngăn cho trứng chín và rụng. Nguyên tắc thứ hai là tránh không để cho tinh trùng gặp trứng. Nguyên tắc thứ ba là chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. Và dựa vào những nguyên tắc này thì người ta đề ra những cái biện pháp tránh thai. Thứ nhất là sử dụng bao cao su để cho ngăn trứng gặp tinh trùng. Thứ hai là người ta sẽ sử dụng que cấy ngừa thai và thuốc tránh thai để ngăn trứng chín và rụng ở phụ nữ. Đây, hình ảnh của que cấy ha và thuốc ngừa thai uống mỗi ngày. Biện pháp thứ ba là sử dụng vòng tránh thai để chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. Đây là hình ảnh của vòng tránh thai. Ngoài ra mình còn có biện pháp nữa, đó là cắt buồng trứng để ngăn trứng chín và rụng, hoặc là thắt ống dẫn trứng ở nam để ngăn trứng gặp tinh trùng. Đây là biện pháp, hình ảnh của biện pháp thắt ống dẫn tinh ở nam giới ha, để cho tinh trùng không gặp được trứng. Ngoài ra thì chúng ta thấy là sẽ sử dụng những cái phương tiện tránh thai là bao cao su nè, thuốc tránh thai và vòng tránh thai. Ý nghĩa của việc tránh thai là gì? Thứ nhất là trong cái việc thực hiện cái hoạch hóa gia đình thì đảm bảo sức khỏe cho người mẹ và chất lượng cuộc sống. Đối với học sinh ở tuổi vị thành niên, nếu có con sớm thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tới học tập, tới tinh thần. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên ha, thì có thai tuổi vị thành niên là nguyên nhân tăng những nguy cơ tử vong và gây nhiều hậu quả xấu. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai, nguyên tắc tránh thai là ngăn trứng chín và rụng nè, tránh không để trứng và tinh trùng gặp nhau nè, và chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. Phương tiện tránh thai là bao cao su, thuốc tránh thai và vòng tránh thai. Đây là nội dung kiến thức mà cô nhắc lại cho các bạn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với mạch các mạch kiến thức về các loại bệnh lây lan qua đường sinh dục. Thì có rất nhiều những bệnh lây lan qua đường sinh dục ha, là bệnh do virus papilloma nè, bệnh lậu nè, bệnh nấm bẹn nè, Lambda, bệnh rận mu nè, HIVS, nấm âm đạo, mụn rộp sinh dục, bệnh hạ cam, giang mai, sùi màu gà, bệnh nấm candida, bệnh trùng roi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một trong một số những cái bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh lậu. Nguyên nhân là do song cầu, do cái con vi khuẩn tên là song cầu gây ra bệnh lậu. Đây là hình dạng của nó, được xem dưới kính hiển vi. Tác hại gây vô sinh, do hẹp đường dẫn tinh, bởi vì sau khi viêm thì nó sẽ để lại sẹo, làm viêm màu tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt gây vô sinh. Với phụ nữ thì là gây tắc ống dẫn trứng nên có nguy cơ chữa ngoài dạ con, hoặc là con sinh ra có thể bị mù lòa. Đây là thai trong ống dẫn trứng, tức là thai không phát triển ngoài tử cung mà nó phát triển trong ống dẫn trứng, thì khi to quá nó sẽ dễ bị vỡ ống dẫn trứng. Đây, tổn thương viêm khớp gối do lậu cầu, nó gây biến chứng làm viêm khớp gối. Hoặc là mẹ bị bệnh lậu thì con sinh ra có thể bị mù lòa. Đây là bệnh lậu gây ra ở miệng ha. Con đường lây truyền của bệnh này là khi giao hợp nam nữ mà không dùng những biện pháp bảo vệ, hoặc là giao hợp dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra thì bệnh lậu có thể lây truyền từ mẹ sang con,
khi đẻ con. Cách phòng chống là không quan hệ tình dục với người bị bệnh lậu, quan hệ tình dục bừa bãi và để mà không có biện pháp bảo vệ, không dùng chung các cái dụng cụ vệ sinh như là chậu tắm hoặc là khăn, luôn dùng bao cao su nào và các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Bệnh thứ hai là bệnh giang mai, nguyên nhân là do vi khuẩn sóng khuẩn gây bệnh. Triệu chứng của bệnh ha là cả nam và nữ thì nó đều phát triển qua 3 giai đoạn hết. Giai đoạn thứ nhất là sau khi quan hệ tình dục xong á, thì từ 10 đến 90 ngày mình sẽ thấy là xuất hiện các cái nốt màu đỏ không đau ở trên da, và những nốt này nó sẽ mất đi. Nhưng khi nó mất đi không phải là bệnh hết, mà nó sẽ chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là sau giai đoạn 1 khoảng 6 tuần thì bắt đầu mình sẽ thấy là nổi các cái nốt đỏ khắp cơ thể, đặc biệt là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Và các cái nốt này nó sẽ mất đi khoảng từ 2 đến 4 ngày. Có thể khi nó nổi thì nó có thể gây sốt với nhiệt độ dao động, ăn không ngon miệng nè, giảm cân nhanh và cái người bệnh sẽ cảm thấy mệt, cảm thấy yếu. Giai đoạn 3 là sau 2 đến 20 năm sau, tức là triệu chứng lâu dài, biến chứng của nó là não nè, hệ thần kinh, hệ tim mạch sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và người bệnh thường rất là gầy yếu nè, rụng tóc nè, bị tâm thần hoặc bị liệt và cuối cùng sẽ chết, tử vong. Đây là một số những cái hình ảnh của cái bệnh giang mai. Các con đường lây của nó ha là lây qua đường tình dục, đường máu và đường từ mẹ sang con. Đây là cái bảng mà so sánh bệnh lậu và bệnh giang mai về con đường truyền bệnh và cách phòng tránh. Thì mình sẽ lấy là bệnh lậu là lây qua quan hệ tình dục không an toàn, nhưng mà bệnh giang mai á, là lây qua quan hệ tình dục không an toàn nè, qua máu cũng có nè, hoặc qua các vết xây xác từ mẹ sang con. Cách phòng tránh đối với bệnh lậu ha là đảm bảo tình dục an toàn, không quan hệ bừa bãi và sử dụng biện pháp ngừa bệnh như bao cao su. Nhưng với bệnh giang mai ha là đảm bảo tình dục an toàn nè, khi bị bệnh thì không nên có thai nè, đảm bảo an toàn trong truyền máu và không dùng chung các vật dụng đối với các cái bệnh nhân có bệnh. Rồi. Bây giờ là một số cái hình ảnh, các em thử dự đoán xem những cái người này bị mắc bệnh gì. Đó chính là bệnh HIV hay còn gọi là bệnh AIDS. Còn gọi là bệnh SIDA ha, viết tắt của những cái từ như mắc phải miễn dịch suy giảm và hội chứng. Cho nên mình gọi AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm virus, khi đó hệ thống miễn dịch bị phá hủy hoàn toàn và cơ thể mất đi khả năng chống đỡ bệnh tật. Virus HIV sẽ gây ra cái bệnh AIDS. Khi mà bị bệnh AIDS thì sẽ có triệu chứng từ khi phát bệnh cho đến lúc chết thì chỉ khoảng vài tháng hoặc là nhiều nhất là 2 năm. Và khi mới phát bệnh AIDS thì bệnh nhân thường sụt cân nhiều, ho kéo dài, tiêu chảy nè, sốt, sưng hạch, ra mồ hôi đêm, đau họng, lỡ có nốt trên da. Đến giai đoạn AIDS tàn phần thì người bệnh sẽ mắc nhiều bệnh, ví dụ như là lo viêm phổi, bệnh đường ruột, các bệnh phụ khoa, và người ta gọi đây là những cái bệnh cơ hội. Đại dịch AIDS, thảm họa của loài người, thì hiện nay các bạn thấy là số lượng người nhiễm HIV trên thế giới và số lượng người mắc HIV ở Việt Nam. Tác hại của HIV ha, đối với người bệnh thì sa sút tinh thần và cướp đi sức khỏe cũng như tính mạng. Đối với gia đình thì do phải đi điều trị và thường thì điều trị nó sẽ không có thuốc điều trị ha, cho nên là kinh tế cạn kiệt, mọi người đau khổ, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và gia đình tan vỡ. Đối với xã hội thì ảnh hưởng đến kinh tế nè, suy giảm sức lao động và suy thoái giống nòi. Một số hình ảnh. AIDS là thảm họa của loài người bởi vì lây lan nhanh, rộng, tỷ lệ tử vong rất là cao và không có thuốc đặc trị.
không có vaccine phòng ngừa, làm suy yếu nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước. Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV ha, thì virus HIV có nhiều trong máu, trong các chất dịch sinh dục. HIV lây truyền qua ba con đường là đường tình dục, đường máu và đường mẹ truyền sang con. Đường máu là dùng chung bơm kim tiêm hoặc các dụng cụ rạch da có dính máu hoặc là các dịch sinh học nhiễm HIV. Quan hệ tình dục không an toàn, tức là quan hệ tình dục với người nhiễm HIV mà không dùng bao cao su. Lây từ mẹ sang con. Cứ 100 phụ nữ nhiễm HIV khi sinh con thì có khoảng 25-30 trẻ sẽ bị nhiễm, và HIV có thể lây sang bé qua nhau thai khi bé ở trong bụng mẹ ha, qua máu, qua chất dịch của mẹ khi mẹ sinh bé, hoặc là qua sữa mẹ khi mẹ cho con bú. Và trẻ mà đã nhiễm HIV thì thường sẽ không sống quá được 3 năm. Vậy thì cách phòng chống lây nhiễm như thế nào? Thứ nhất là quan hệ tình dục an toàn, một vợ một chồng. Thứ hai là kiểm tra máu trước khi truyền máu, và không tiêm chích ma túy, không sử dụng chung kim tiêm. Người mẹ đã nhiễm HIV thì không nên sinh con. Người đã nhiễm HIV thì không được lây nhiễm cho người khác bằng những cái con đường, tất cả các con đường. Những người tiêm chích ma túy, mại dâm là có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất. Vậy con đường không lây HIV là gì ha? Thứ nhất là HIV không lây qua đường tiếp xúc thông thường, bắt tay không lây truyền, dùng chung bắt đũa không sao hết, học chung lớp không sao, mũi đốt cũng không bị lây, hôn nhau không lây ha, trừ khi nào mà trong miệng bị chảy máu hoặc bị viêm loét lở miệng. Rồi, vậy tóm lại những con đường nào không lây truyền HIV thì các bạn nhớ ha. Thứ nhất là giao tiếp thông thường ha, tất cả những hoạt động giao tiếp thông thường đều không lây HIV. Thứ hai là dùng chung nhà tắm, bể bơi, bồn tắm, mặc chung quần áo, ngồi chung ghế cũng không lây. Ăn uống chung bát đũa cốc chén không lây. Côn trùng đốt như mũi cũng không lây ha. Làm việc hoặc sống chung một nhà cũng không sao, và hiến máu an toàn. Rồi, bài học đến đây là hết. Hy vọng các em có những cái kiến thức sinh sản cơ bản để trang bị cho mình một cái cuộc sống thật là tốt. Mến chào các em.